Các dân biểu Mỹ thúc giục Bộ Ngoại giao can thiệp giúp Y Win Đáp định cư. Việt Trung cho thăm thác bản dốc xuyên biên giới sau thời gian thí điểm. GDP của Việt Trung Hàn được dự báo có thể giảm 1% nếu ông Trump tái đắc cử. Tổng thống Ukraine công bố kế hoạch chiến thắng khi Ukraine đang trước thời điểm bấp bênh. Ukraine tố Nga dùng AI tăng thông tin xuyên tạc về Ukraine. Mỹ, Nhật, Hàn bác tố cáo của Triều Tiên về vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái. Israel tiếp tục oanh kích phe Hezbollah ở Liban, thương vong tăng. Tranh cử ở Little Sài Gòn trở thành điểm nóng tranh quyền của Quốc hội Mỹ. Một nhóm gồm 10 dân biểu Liên bang Mỹ, trong đó có 4 đồng chủ tịch Ủy ban Việt Nam, vừa đề nghị Bộ Ngoại giao nước này khẩn trương can thiệp để Thái Lan không trục xuất nhà hoạt động Y Quyên Bê Đáp về Việt Nam, đồng thời kêu gọi cho phép ông được định cư tại Mỹ. Trong bức thư gửi Ngoại trưởng Antony Blinken ký ngày 10 tháng 10, các dân biểu bày tỏ mối quan ngại về trường hợp của nhà hoạt động người thượng hiện đang phải đối mặt với việc bị dẫn độ từ Thái Lan về Việt Nam và có nguy cơ bị đàn áp, tra tấn và đối xử bất công. Đồng thời kêu gọi ông Blinken can thiệp vào vấn đề cấp bách này. VOA đã liên lạc với các bộ ngoại giao của Hoa Kỳ, Thái Lan và Việt Nam, đề nghị họ bình luận về bức thư của nhóm các nhà lập pháp Mỹ, nhưng chưa nhận được phản hồi. Ông Y Quyên Bê Đáp, 32 tuổi, cuối tháng trước bị Tòa án Hình sự Bangkok ra phán quyết dẫn độ về Việt Nam theo yêu cầu của Hà Nội, trong khi đã được Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn công nhận là người tị nạn và đang chờ ở Thái Lan để được đi tái định cư ở nước thứ ba. Hồi đầu năm nay, Việt Nam xét xử vắng mặt và tuyên phạt ông 10 năm tù về tội khủng bố, cáo buộc ông tham gia tổ chức các cuộc bạo loạn chống chính phủ tại tỉnh Đắk Lắk ở Tây Nguyên năm 2023. Sau phán quyết của tòa án ở Bangkok, nhiều tổ chức nhân quyền lên tiếng bênh vực cho nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam, nhưng bị Hà Nội lên án là hành động cổ súy tán dương đối tượng khủng bố, cho rằng việc kêu gọi trả tự do cho ông Bê Đáp là hành vi tiếp tay cho tội phạm. Việt Nam và Trung Quốc vừa chính thức mở cửa thác bản dốc Đức Thiên cho khách du lịch tham quan xuyên biên giới. Truyền thông hai nước cho biết, ngay sau khi Thủ tướng Lý Cường thăm Hà Nội nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương. Tuyên bố chung hôm 14 tháng 10 của ông Lý và Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng, hai nước tuyên bố chính thức vận hành khu cảnh quan thác bản dốc Việt Nam-Đức Thiên-Trung Quốc, khuyến khích các du khách hai bên tham quan nước bên kia, thúc đẩy ngành du lịch, hợp tác hàng không phục hồi và phát triển lành mạnh. Tin cho hay, lễ vận hành chính thức khu du lịch xuyên biên giới này diễn ra hôm 15 tháng 10 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng của Việt Nam và chính quyền khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây của Trung Quốc tổ chức. Báo chính phủ cho biết rằng đây là khu hợp tác xuyên biên giới hai nước trên cơ sở Hiệp định Hợp tác Bảo vệ và Khai thác Tài nguyên Du lịch Thác Bản Dốc Đức Thiên. Còn bản tin của Tân Hoa Xã đăng trên tờ Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc cho biết đây là khu hợp tác du lịch xuyên biên giới đầu tiên của Trung Quốc. Trích dẫn số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, báo chính phủ cho biết trong giai đoạn thí điểm từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến 11 tháng 10 năm 2024, tổng lượng khách qua lại tham quan du lịch tại khu thác Bản Dốc Đức Thiên là hơn 16.000 người. Một nhiệm quyền tổng thống thứ hai của ông Donald Trump có thể dẫn đến tăng trưởng kinh tế thấp hơn đáng kể ở một số nền kinh tế châu Á. Trong đó, Việt Nam cùng hai nước khác là Trung Quốc và Hàn Quốc bị ảnh hưởng đặc biệt. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch nhận định hôm 14 tháng 10 theo Reuters. Trong trạng huống xấu nhất, GDP thực tế của ba nước này vào năm 2028 có thể thấp hơn 1% hoặc hơn nữa so với kỳ vọng hiện tại của Fitch nếu chủ nghĩa bảo hộ thương mại của Mỹ tăng mạnh. Trong những phát biểu thuyết phục cử tri, cựu Tổng thống Trump đã nêu kế hoạch áp thuế toàn diện từ 10 đến 20% lên hầu hết các mặt hàng nhập khẩu, cũng như thuế quan từ 60% trở lên đối với hàng hóa từ Trung Quốc, theo Reuters. Fitch cho biết căng thẳng thương mại gia tăng có thể có tác động đáng kể đến các quốc gia và công ty xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm này nói Ấn Độ sẽ tương đối không bị ảnh hưởng vì nền kinh tế của nước này ít định hướng bởi xuất khẩu hơn. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký Subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video.
VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Được khởi công xây dựng từ năm 1981 và hoàn thành năm 1985, Hồ Dầu Tiếng trải rộng trên địa bàn của ba tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và Bình Phước, có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho đất nông nghiệp của Tây Ninh cũng như các tỉnh lân cận. Đây cũng là nơi mưu sinh của người Việt Kiều hồi hương. Vì mình thì cha mẹ hồi xưa thì ở trên Campuchia thì cũng làm cá, nhưng mà mình giờ về đây thì cũng phải chọn cái nghề này để làm. Dễ kiếm sống hơn. Tối rồi sáng lại mình về. Rồi ngày xưa thì nó cũng nhiều lắm, chứ bây giờ nó cũng giảm bớt rồi. Hồi đó 10 với giờ còn chừng 7-8. Với tổng diện tích gần 20.376 hecta, với dung tích hồ chứa hơn 1,5 tỷ mét khối nước, Hồ Dầu Tiếng là một trong những hồ thủy lợi nhân tạo lớn ở Việt Nam. Buôn bán của cư dân nơi đây cũng phụ thuộc vào lượng khách đến tham quan hồ. Với đồng ra đồng vô mỗi ngày cũng phần nào đủ để trang trải chi phí cho sinh hoạt hàng ngày. Nói chung là xe ở đây, cái đường lớn này chạy dữ lắm, chạy hồi sáng đêm luôn, ngày 100-200 cũng chứ. Mỗi ngày đó, ta cũng có thu nhập đủ, ta sống vậy thôi. Có người cũng làm công việc đó, có người thì ta bị chứ trong đảo, trong hồ này có cái đảo trong đó đó, người ta vô trồng mì. Tùy vào điều kiện thời tiết, mực nước ở Hồ Dầu Tiếng cũng khác nhau. Ông Nho nói rằng mỗi khi đập của hồ xả nước là đều có thông báo trước. Thì giờ tới mùa nắng thì nước nó giật ra tới ngoài kia. Nước ngoài kia là nó dơ dữ lắm, tới nước cạn là nó dơ dữ lắm. Nước cá chết mà. Ví dụ như ở đây mà ở dưới đập dưới đó, nếu mà nó xả thì nó cho còi hú là dân chúng đã biết rồi. Cũng theo quan sát của ông Nho, trung bình khoảng từ 1 đến 2 tháng, hồ sẽ xả khoảng 5 đến 10 phút một lần. Vào đợt hạn vừa rồi, tùy theo nhu cầu cần thiết, Hồ Dầu Tiếng cũng góp phần tiếp cứu nguồn nước ngọt cho các tỉnh miền Nam, phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Volodymyr Alexandrovich Zelensky. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 16 tháng 10 công bố kế hoạch chiến thắng trước Quốc hội Ukraine, kêu gọi đất nước hãy đoàn kết trong thời điểm bấp bênh trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11 của đồng minh chính là Hoa Kỳ. Quân đội Nga tiến về phía đông và một mùa đông ảm đạm với tình trạng thiếu điện đang đến gần. Ông Zelensky nói với các nhà lập pháp rằng kế hoạch của ông bao gồm 5 điểm chính dựa vào các đồng minh của Kiev, bao gồm lời mời vô điều kiện gia nhập NATO và hỗ trợ vũ khí cụ thể. Điểm thứ ba của ông nhấn mạnh đến nhu cầu Ukraine phải có được năng lực răn đe phi hạt nhân mà ông cho rằng sẽ đủ để phá hủy sức mạnh quân sự của Nga. Ông không giải thích thêm, nhưng cho biết có một phụ lục bí mật bổ sung mà ông không thể tiết lộ. Ông nói kế hoạch này cũng hình dung ra vai trò của phương Tây trong việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản tự nhiên của Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga, cũng như các cam kết tái thiết sau chiến tranh. Bài phát biểu có sự tham dự của các quan chức quân sự, tình báo và chính trị cấp cao, cũng như các nhà lập pháp. Ông Zelensky đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, đồng minh chủ chốt của ông, tại Washington vào cuối tháng 9, để trình bày kế hoạch hòa bình. Trong chuyến công du chớp nhoáng sau đó đến châu Âu, ông đã gặp các nhà lãnh đạo của Anh, Pháp, Ý và Đức để thảo luận về kế hoạch này. Ông Zelensky cho biết sẽ đến dự hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo Liên hiệp châu Âu tại Brussels vào ngày 17 tháng 10 để trình bày kế hoạch của mình. Nga hôm 16 tháng 10 lên án kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine, nói rằng ông này đang cố gắng đẩy NATO vào cuộc xung đột trực tiếp với Moscow. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói kế hoạch mà ông Zelensky công bố trước Quốc hội sẽ dẫn đến thảm họa cho người dân Ukraine. Nga đang sử dụng AI để tăng cường các chiến dịch thông tin xuyên tạc chống lại Ukraine, theo lời một quan chức cấp cao của Ukraine tuyên bố hôm 16 tháng 10 và gọi đây là mối nguy hiểm toàn cầu. Năm nay, chúng ta thấy mật độ các cuộc tấn công mạng vẫn tiếp diễn và mức độ tinh vi ngày càng tăng, nhưng thông tin xuyên tạc được chú ý hơn. AI được vận dụng tạo điều kiện cho thông tin xuyên tạc được nhân lên và phân phối ở một cấp độ khác, ở một cấp độ mới, phức tạp hơn. Ông cho biết những chiến dịch thông tin xuyên tạc mới này rất khó phát hiện
với hoạt động xuyên tạc rộng rãi trên các nền tảng truyền thông xã hội để tăng thêm độ tin cậy của chúng. Các quan chức tình báo Hoa Kỳ đã cảnh báo hôm 14 tháng 10 rằng Nga nằm trong số các quốc gia sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để cố gắng tác động đến cử tri Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử vào tháng 11. Vào tháng 5, OpenAI cho biết họ đã xác định được hai hoạt động gây ảnh hưởng bí mật từ Nga đang sử dụng các công cụ của họ để bảo vệ cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine trên các nền tảng truyền thông xã hội, bao gồm Telegram và X, nhưng phạm vi tiếp cận bị hạn chế. Theo một nghiên cứu do USAID ủy quyền vào năm 2023, hơn 3/4 người Ukraine nhận được tin tức từ phương tiện truyền thông xã hội. Các quan chức đã báo cáo vào tháng 8 rằng nhiều người Ukraine đã bị nhắm mục tiêu bởi thông tin xuyên tạc trực tuyến từ cơ quan an ninh FSB và cơ quan tình báo quân sự của Nga. Đáp lại, Moscow cáo buộc Ukraine và phương Tây phát động một cuộc chiến thông tin tinh vi chống lại Nga. Reuters đưa tin vào tháng 6 rằng Tòa án Hình sự Quốc tế đang điều tra các cuộc tấn công mạng của Nga vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, theo cáo giác là tội ác chiến tranh. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine cho hay, Ukraine đang hợp tác chặt chẽ với Tòa án Hình sự Quốc tế trong cuộc điều tra và đã đạt được một số đột phá gần đây. Các quan chức cấp cao từ Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản ngày 16 tháng 10 lên án mạnh mẽ tuyên bố của Triều Tiên về vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái của Seoul, theo lời Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong-kyun cho biết tại một cuộc họp báo sau cuộc họp với những người đồng cấp. Tuần trước, Triều Tiên đã cáo buộc Seoul điều máy bay không người lái bay qua Bình Nhưỡng để giải một lượng lớn tờ rơi chống Triều Tiên. Sau đó, Triều Tiên đã cho nổ tung các tuyến đường bộ và đường sắt liên triều phía bên kia biên giới vào ngày 15 tháng 10 và cảnh cáo Hàn Quốc sẽ phải trả giá đắt. Trước đó trong ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong-kyun, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Masataka Okano đã trình làng một tổ chức mới gồm 11 quốc gia để giám sát việc thực thi các chế tài đối với Triều Tiên sau khi Nga và Trung Quốc cản trở một cơ chế của Liên Hợp Quốc. Khi được hỏi về thông tin, Triều Tiên đã điều động quân đội để giúp Nga chiến đấu chống lại Ukraine, ông Campbell nói có những dấu hiệu cho thấy sự hỗ trợ vật chất tăng cường của Triều Tiên đang được cảm nhận trên chiến trường, nhưng Washington vẫn đang đánh giá các phúc trình. Triều Tiên đã phá hủy các đoạn đường bộ và đường sắt ở phía bên kia biên giới được bảo vệ nghiêm ngặt giữa hai miền Triều Tiên vào ngày 15 tháng 10, trong hành động mà các quan chức Hàn Quốc gọi là cực kỳ bất thường và vi phạm các thỏa thuận liên triều trước đây. Đây là động thái leo thang mới nhất giữa hai miền Triều Tiên, về mặt cơ bản vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Ngoài việc cho nổ tung đường bộ và đường sắt, ngày 13 tháng 10, Triều Tiên cho biết họ đã đặt 8 đơn vị pháo binh được trang bị vũ khí đầy đủ tại biên giới trong tình trạng sẵn sàng khai hỏa. Và vào ngày 16 tháng 10, những bức ảnh này được công bố khi truyền thông nhà nước đưa tin rằng khoảng 1,4 triệu thanh niên đã nhập ngũ hoặc trở lại quân đội. Trước đây, những tuyên bố tương tự đã được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng. Những tuyên bố như vậy từ quốc gia bị cô lập này rất khó để kiểm chứng. Đầu tháng này, bà Kim Yo-jong, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã gọi cuộc diễn hành quân sự được tổ chức tại thủ đô của Hàn Quốc nhân ngày lực lượng vũ trang là một trò hề, hạ thấp năng lực quân sự của Hàn Quốc trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước đưa tin. Căng thẳng gia tăng sau khi Triều Tiên cáo buộc Seoul tuần trước đã điều máy bay không người lái bay qua Bình Nhưỡng để giải truyền đơn chống Triều Tiên. Một nhà phân tích từ Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên dường như đang lợi dụng sự cố này để tập hợp người dân chống lại Hàn Quốc, phù hợp với mục tiêu cắt đứt quan hệ xuyên biên giới và thúc đẩy hệ thống hai nhà nước. Một viên chức tại Bộ Thống nhất của Seoul phụ trách các vấn đề liên triều cho biết, Bình Nhưỡng có thể đang tìm cách củng cố sự đoàn kết của người dân và xây dựng logic cho một hành động khiêu khích bằng cách phóng đại căng thẳng chống lại miền Nam. Viên chức này cho biết, dường như cũng có áp lực công khai lên nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về những thách thức kinh tế. Hai nước láng giềng cũng đã đụng độ với những quả bóng bay trở rác mà miền Bắc thả qua miền Nam kể từ tháng 5 mà họ cho là để đáp trả một vụ thả tờ rơi chống Bình Nhưỡng trước đó. Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 16 tháng 10 đã công bố thành lập một toán đa quốc gia mới để giám sát việc thực thi các chế tài đối với Triều Tiên sau khi Nga và Trung Quốc ngăn chặn các hoạt động tại Liên Hợp Quốc. Đầu năm nay, ông Kim Jong-un tuyên bố Hàn Quốc là kẻ thù chính của Triều Tiên và cho biết việc thống nhất với miền Nam không còn khả thi nữa. Bộ Quốc phòng Seoul đã cảnh cáo nếu Triều Tiên gây tổn hại đến sự an toàn của người dân Hàn Quốc, ngày đó sẽ là ngày tàn của chế độ Kim Jong-un.
Đống đổ nát hoang tàn của trụ sở thành phố bị phá hủy ở Nabati, một thị trấn lớn ở miền nam Liban, sau khi Israel tiến hành một cuộc không kích vào tòa nhà này hôm 16 tháng 10, giết chết thị trưởng và ít nhất 5 người khác. Toàn bộ tòa nhà của trụ sở thành phố đã sụp đổ. Cuộc tấn công làm dấy lên lo ngại rằng chiến dịch không kích mở rộng của Israel được thiết kế để tiêu diệt phe Hezbollah do Iran hậu thuẫn, có thể ngày càng bao gồm các quan chức công và các tòa nhà chính phủ. Quyền Thủ tướng Liban Najib Mikati đã lên án cuộc tấn công vào thủ phủ của tỉnh, nói rằng Israel cố ý nhắm vào một cuộc họp của hội đồng thành phố. Đây là cuộc tấn công đáng kể nhất của Israel vào một tòa nhà chính phủ của Liban kể từ khi Israel phát động cuộc tấn công cách đây 2 tuần, bất chấp những lo ngại của Hoa Kỳ về số người chết ngày càng tăng và lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực. Bộ Y tế Liban cho biết 6 người đã thiệt mạng. Bộ trưởng Nội vụ xác nhận cái chết của thị trưởng. Sau khi Israel lần đầu tiên ban hành thông báo sơ tán cho Nabati, một thành phố có hàng chục ngàn người, vào ngày 3 tháng 10, một phóng viên của Reuters đã gọi cho thị trưởng Ahmed Kahi để hỏi liệu ông có rời đi không. Ông nói rằng ông sẽ không rời đi. Quân đội Israel ngày 16 tháng 10 nói họ đã tấn công hàng chục mục tiêu Hezbollah ở khu vực Nabati và phá hủy cơ sở hạ tầng ngầm, trong khi hải quân của họ cũng tấn công hàng chục mục tiêu ở miền nam Liban phối hợp với quân đội trên bộ. Trong khi đó, tại thị trấn Kana, miền nam Liban, hôm 16 tháng 10, nhân viên cứu hộ lùng sục trong đống đổ nát, tìm kiếm nạn nhân của các cuộc không kích Israel tấn công khu vực này hôm 15 tháng 10. Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc không kích ở đây đã giết chết 3 người và làm bị thương 54 người. Theo Bộ Y tế Liban, các hoạt động của Israel tại Liban đã giết chết ít nhất 2.350 người trong năm qua và khiến gần 11.000 người bị thương và hơn 1,2 triệu người đã phải di rời. Liên Hợp Quốc cho biết một phần tư đất nước Liban đang sơ tán. Số thương vong này không phân biệt giữa dân thường và chiến binh, nhưng bao gồm hàng trăm phụ nữ và trẻ em. Theo Israel, khoảng 50 người Israel, cả binh lính và thường dân, đã thiệt mạng trong cùng thời kỳ. Thật là một niềm vinh hạnh lớn được ở đây với tất cả quý vị và ăn mừng những gì thuộc về văn hóa và truyền thống của người Việt Nam. Thật vô cùng vinh hạnh được ở đây với tất cả quý vị tại Lido Sài Gòn này. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Lido Sài Gòn, Nam California trở thành khối cử tri đáng chú ý trên chính trường Hoa Kỳ trong mùa bầu cử năm nay. Nhất là khi hai dân biểu cao nhất của hai đảng, Hakeem Jeffries, đảng Dân Chủ, lãnh đạo khối thiểu số Hạ viện Liên bang, và Mike Johnson, đảng Cộng Hòa, Chủ tịch Hạ viện Liên bang, hôm thứ Bảy 12 tháng 10 và thứ Hai 14 tháng 10, đích thân ra mặt vận động tranh cử cho Derek Trần và Michelle Steele, hai ứng cử viên đang tranh giành quyết liệt ghế dân biểu liên bang địa hạt 45 ở California. Tôi đến đây để nói rằng cuộc đua này rất quan trọng, không những cho địa hạt này, cho tiểu bang California, mà còn cho cả quốc gia, tất cả người Mỹ. Tôi nói cuộc đua này là một trong những cuộc đua quan trọng nhất trong chu kỳ bầu cử này. Cộng đồng những người Mỹ gốc Việt rất chăm chỉ, biết làm ăn thương mại, chú trọng gia đình, liên kết chặt chẽ với cộng đồng, có nền tảng tôn giáo, vô cùng yêu nước và quý vị nấu ăn tuyệt vời. Sau khi phân chia lại ranh giới địa hạt ở California năm 2020, theo thống kê dân số, ghế dân biểu liên bang địa hạt 45 bao gồm nhiều thành phố ở cả hai quận, quận Cam và quận Los Angeles. Trong đó, có ba thành phố đông cư dân gốc Việt sinh sống nhất tại Nam California là Garden Grove, Westminster và Fountain Valley. Bà Michelle Steele, người Mỹ gốc Hàn, tranh cử và đắc cử vào ghế này năm 2022 cho đến nay, sau khi ghế dân biểu liên bang địa hạt 48 mà bà nắm quyền trước đó chuyển vào vùng khác. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên Derek Trần tham gia ứng cử vào ghế Hạ viện Liên bang. Michelle Steele là một trong những dân biểu làm việc chăm chỉ và có hiệu quả trong Hạ viện Quốc hội. Bà đại diện cho cộng đồng của quý vị rất tốt, với tư cách, trí thông minh, mẫu mực, và vì vậy
bà hoàn thành nhiều công việc quan trọng. Derek Trần đúng là mẫu người nên phục vụ trong Hạ viện Hoa Kỳ. Derek Trần là người yêu tổ quốc, người Mỹ, cựu quân nhân, chủ thương mại nhỏ, con trai của người tị nạn, cha của ba đứa nhỏ, một lãnh đạo cộng đồng và là người tạo ra thay đổi ở Little Sài Gòn và cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cho quận Cam và cho nước Mỹ. Các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam ở Nam California cũng nhân cơ hội này tiếp xúc với lãnh đạo của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Nhất là gia đình có thân nhân đang bị giam cầm tại Việt Nam. Họ được ban tranh cử của Derek Trần sắp xếp buổi họp trực tiếp với lãnh đạo đảng Dân Chủ Hakeem Jeffries và được nêu vấn đề nhân quyền qua phần vấn đáp trong buổi họp báo với Chủ tịch Hạ viện thuộc đảng Cộng Hòa Mike Johnson, qua phần trả lời của bà Michelle Steele. I can talk about China and Vietnam, about the human rights violations all day, but you know what? We're going to have another press conference for that. Các vấn đề tranh cử ảnh hưởng đến cử tri gốc Việt như đảng Cộng sản, vu khống và xuyên tạc lẫn nhau cũng được lãnh đạo hai đảng đề cập tới. Khi được hỏi về xác suất thắng cử kỳ này, cả hai ứng cử viên Derek Trần và Michelle Steele đều cho rằng họ có khả năng thắng cử. Dù cuộc đua giành ghế dân biểu liên bang địa hạt 45 vẫn còn rất gay go, quyết liệt. Tôi sẽ thắng 100%. Và quý vị biết không, tôi có thể nói 99,9% là ông Trump sẽ thắng. Chúng tôi sẽ lấy một ghế ở Thượng viện. Chúng tôi sẽ thắng. Mọi chuyện rất tốt. Chúng tôi đi gõ cửa 170.000 cửa cho tới nay rồi. Cộng đồng đang lên tiếng rất mạnh cho biết họ muốn ai đại diện cho họ. Họ chỉ muốn người nào có thể chia sẻ câu chuyện của họ, là tiếng nói của họ trong quốc hội. Và điều đó đang xảy ra hôm nay. Thăm dò ý kiến thấy tốt, chúng tôi sẽ thắng Michelle Steele. Hiện tại, theo tài liệu từ văn phòng bầu cử quận Cam, California, địa hạt 45 có số cử tri ghi danh bỏ phiếu đảng Dân Chủ nhiều hơn đảng Cộng Hòa. Có thể nói, đây là lần đầu tiên tiếng nói của cử tri gốc Việt tại Little Sài Gòn, Nam California được chú ý và gây ảnh hưởng ở chính trường liên bang Hoa Kỳ. Đây là cơ hội vàng. Chiến thắng tại tiểu bang dao động Wisconsin có thể đưa ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ hoặc Đảng Cộng Hòa vào Nhà Trắng. Trong cả năm 2016 lẫn 2020, người thắng ở tiểu bang này chỉ có cách biệt chưa đến 1% số phiếu bầu. Trong khi phần lớn các quận hạt ở Wisconsin có xu hướng bảo thủ, Dent, quận hạt lớn thứ hai của bang, nơi có Đại học Wisconsin, là thành trì của phe theo tư tưởng tự do. Ứng cử viên tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris được kỳ vọng sẽ thắng ở đây, nhưng bà giành được bao nhiêu phiếu mới là điều quan trọng. Nếu bà ấy có thể vận động tốt, cử tri đi bỏ phiếu đông đảo ở quận Dane, thì số phiếu chênh lệch để thắng sẽ lớn đến mức có thể đủ để đưa bà về đích. Theo Wagner, chiến dịch của cựu Tổng thống Donald Trump cũng có thể khai thác sự hiện diện của phe bảo thủ ở quận hạt đang phát triển nhanh này. Tiểu bang này sẽ có 20 đến 40.000 phiếu bầu. Nếu ông ấy có thể vận động 1 hoặc 2 hoặc 3.000 người nữa đi bỏ phiếu ở đây, điều đó có thể đủ để bù đắp phần nào cho số phiếu ông ấy mất ở ngoại ô. Nhằm đạt được tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao vào tháng 11, cả Đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều điều chỉnh thông điệp của mình để thu hút những người ủng hộ họ tại quận hạt Dane. Đảng Dân Chủ tại quận hạt này đặt cược vào tiền đề là cử tri không muốn đi thụt lùi, trong bậc kép. Bảo tồn dân chủ là một vấn đề thực sự quan trọng. Quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng vậy. Thông điệp của Đảng Cộng Hòa tập trung vào kinh tế. Đây là chuyện chọn giữa Donald Trump, rõ ràng đã thành công về kinh tế khi làm tổng thống, và Kamala Harris, người mà cùng với Joe Biden, rõ ràng đã thất bại. Đảng Dân Chủ phản bác sự đánh giá đó. Trong khi đó, theo giới nghiên cứu, hầu hết cử tri của quận hạt đen có lẽ đã quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai rồi. Theo thăm dò của Đại học Marquette, trên toàn bang, chỉ có 4% cử tri thực sự vẫn chưa quyết định. Vài người trong số đó chưa quyết định vì họ không thực sự quan tâm đến chính trị và thấy chán nản. Với cuộc đua quá sít sao, các đảng sẽ tiếp tục lôi kéo những cử tri chưa quyết định ở Dent và những nơi khác. Hy vọng phiếu bầu của họ sẽ tạo khác biệt cho cuộc đua tiểu bang và có thể là cả cuộc đua tổng thống. Phó Tổng thống Kamala Harris đã có chuyến đi đầu tiên đến biên giới Hoa Kỳ-Mexico với tư cách là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ vào cuối tháng 9. Bà đã đi dọc một đoạn của bức tường được xây dựng ở Douglas, Arizona dưới thời Tổng thống Barack Obama.
Sau đó, tại một cuộc meeting vận động tranh cử ở Douglas, bà Harris nói đất nước phải kiểm soát biên giới, nhưng bà cũng muốn có một giải pháp tốt hơn để chào đón những di dân hợp pháp. Cho nên chúng ta phải cải cách hệ thống nhập cư của mình để đảm bảo rằng chúng hoạt động theo cách có trật tự, nhân đạo và làm cho đất nước chúng ta hùng mạnh hơn. Một số người dân Arizona cho biết nhập cư là lý do họ bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Donald Trump, người đã hứa sẽ cứng rắn hơn với vấn đề di dân bất hợp pháp. Tôi không có vấn đề gì với việc nhập cư hợp pháp, không hề. Nhưng Jane DeGrazia nói rằng những người vượt biên trái phép không có chỗ ở Mỹ. Điều đó rất bất công với đất nước chúng ta, thật nguy hiểm. Có hơn 4,1 triệu cử tri đã đăng ký tại Arizona. Khoảng 35% đăng ký là đảng viên Cộng hòa, trong khi chỉ hơn 29% đăng ký là đảng viên Dân chủ. Khoảng 34% cử tri thuộc nhóm khác, bao gồm những cử tri độc lập và những người không liên hệ với các chính đảng lớn. Vì vậy, tỷ lệ cử tri độc lập trong tổng số cử tri ở Arizona thực sự đang tăng lên. Campbell là chủ tịch của Ủy ban bầu cử trong sạch ở Tucson, Arizona, và ông đã đăng ký là cử tri độc lập. Ông nói rằng nhập cư không phải là vấn đề hàng đầu của mọi người. Những người theo đảng Cộng hòa có nhiều khả năng nói rằng vấn đề chính là nhập cư. Những người theo đảng Dân chủ có nhiều khả năng nói rằng vấn đề chính là phá thai. Những người độc lập có nhiều khả năng nói là phá thai, nhưng không quá áp đảo. Arizona là bang chứng trơn duy nhất giáp biên giới với Mexico và là tiểu bang xử lý số lượng người di cư kỷ lục vào năm 2023. Vào ngày Harris đến thăm biên giới, Trump, vốn đang vận động tranh cử ở Michigan, một lần nữa hứa sẽ đóng cửa biên giới. Chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, và chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm điều đó. Nhưng cử tri trẻ này nói rằng anh muốn thấy hệ thống nhập cư không khiến các gia đình ly tán quá lâu. Thật đau lòng khi chứng kiến những gia đình bị chia cắt. Daniel Guterres cho biết cha anh là người ủng hộ Trump, trong khi mẹ anh nói rằng bà sẽ bỏ phiếu cho Harris. Cho nên tôi nghe từ cả hai phía. Và đối với cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, Guterres đã quyết định bỏ phiếu cho. Tôi đã quyết định bỏ phiếu cho đảng Dân chủ. Trong khi một số người dân Arizona đã biết họ sẽ bỏ phiếu cho ai vào tháng 11, những người khác chỉ tập trung vào việc đơn giản chỉ là vận động đông đảo cử tri đi bỏ phiếu. Joseph Garcia là giám đốc điều hành của nhóm vận động bỏ phiếu Cisevoda. Dù vấn đề quan tâm của cử tri là gì đi nữa, chúng tôi muốn họ trở thành những cử tri có hiểu biết. Và những cử tri này có thể quyết định ai sẽ giành chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng vào ngày 5 tháng 11. Các thiết kế lấy cảm hứng từ châu Á là chủ đề phổ biến tại triển lãm Xăm Mình Quốc tế năm nay tại Hồng Kông. Trong 3 ngày, các nghệ sĩ xăm mình và người hâm mộ đã trình diễn nghệ thuật trên cơ thể của họ, lấy cảm hứng từ các chủ đề từ thần thoại đến phim hoạt hình và thậm chí là chân dung của những con vật cưng được yêu thích. Một số người đã tạo mẫu thiết kế thực sự đặc biệt cho cuộc thi. Sự kiện này quy tụ gần 100 gian hàng và 70 nghệ sĩ xăm mình từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Serbia, Ba Lan, Singapore, Thái Lan, Hungary, Pháp và Vương quốc Anh. Hội chợ năm nay chào đón sự gia tăng của các nghệ sĩ xăm mình từ Trung Hoa Đại Lục. Một gian hàng xăm mình chữ Hán giản thể và phồn thể rất được ưa chuộng. Một nghệ sĩ đến từ Trung Hoa Đại Lục có các thiết kế trông giống như các hoạt hình tinh tế. Chân dung thú cưng cũng ngày càng trở nên phổ biến. Anh Ranchiu vừa xăm hình chú chó cưng 4 tuổi của anh lên cánh tay phải. Hình xăm sẽ ở trên da mình mãi mãi và đó là lý do tại sao tôi chọn xăm hình chú chó cưng của mình. Vì tôi hy vọng mình sẽ không bao giờ quên chú chó của mình. Ngay cả khi tôi già đi, tôi vẫn sẽ nhớ đến nó. Triển lãm xăm mình quốc tế Hồng Kông, Trung Quốc diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 10 năm 2024.